Tóc dễ che, mặt dày gầy, thái dương hóp, có kiểu ngắn nào hợp không anh? Chơi tóc dài chán này à? Kiểu mùa hè nó cũng nóng nữa đúng không? Anh em có thể lựa chọn mấy kiểu tóc ngắn đúng không? Thì đối với khuôn mặt này thì lựa chọn những kiểu tóc ngắn, nhưng mà nó sẽ có một số cái lưu ý. Đầu tiên là hai bên thái dương của em hóp thì em có thể cắt ngắn, nhưng mà đừng cắt nó trắng quá nhé. Đừng cắt nó trắng quá, cắt nó xanh xanh thôi cũng được. Đấy, về cái lưu ý tiếp theo tức là mặt dài và gầy đúng không? Mình chơi những kiểu tóc ngắn làm sao mà nó có cái độ dựng của cái mái nó ít thôi. Đấy, làm sao mà nó vẫn phải có một cái gì đấy, nó phù phù cái trán một chút để nhìn cảm giác nó hài hòa, nó đỡ đi. Đấy, thì anh có một cái kiểu tóc này đúng với cái khuôn mặt cũng như là cái mong muốn của em. Đấy, cho em xem luôn. Đây, thì anh em nhìn thấy chưa? Đấy, đây là kiểu layer ngắn nhá. Đấy, thì xung quanh này anh em cắt này, cắt xanh xanh thôi. Đấy, vừa vừa như này thôi, thì khuôn mặt của anh này cũng thuộc dạng bé bé, dài dài gầy gầy mặt đấy. Đấy, tóc dễ che thì em phải tỉa bớt đi. Đấy, em cắt ngắn em tỉa bớt đi. Đấy, thì cái mái, em nhìn cái mái của anh ấy này. Cái mái anh ấy thì cắt hơi cụt cụt đúng không? Cắt nó hơi cụt cụt, nhưng mà cái mái của anh ấy cắt nó hơi cụt cụt như thế này, ngắn như thế này này. Đấy, nhưng mà cái mái người ta sẽ tỉa cho cái mái nó hơi zig zag, nó hơi mềm một chút. Đấy, để em viết vuốt mấy kiểu này, bên trên em vuốt nó rối rối một chút, dùng sáp vuốt rối rối một chút là nó ra kiểu này rồi. Đấy, thì kiểu này nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của em, tức là em muốn một cái kiểu ngắn đúng không, nhưng mà nó vẫn phù hợp với khuôn mặt nó dài gầy đấy, mà hai bên thái dương hóp đấy. Thì khuôn mặt của anh này thì cũng gần gần như vậy, cũng thuộc dạng bé bé gầy gầy mặt đấy. Dĩ nhiên là mình không thể đẹp trai bằng họ được, nhưng mà mình có một số những yếu tố để mình nhìn vào đây để mình có thể là làm theo gần như họ thì cũng đã rất là ok rồi đấy. Thì em cũng có thể tham khảo, nếu như mình có thể nhuộm được, mình có thể nên nêm một chút màu nữa, nó sẽ giúp mình trẻ hơn rất là nhiều nhá. Đấy, thì những anh em nào mà khuôn mặt dài gầy này thì có thể tham khảo kiểu này nhé. Đấy, nó là gọi là kiểu layer ngắn đấy. Mái này anh em cắt ngố ngố đi, sau đó tỉa hơi dính rắc một chút. Bên trên thì cũng cắt ngắn, tỉa bớt đi. Tỉa bớt tóc đi, tóc dày dễ che, tỉa bớt nhiều nhiều một chút. Đấy, sau đó là vuốt sáp rối rối một tí. Xung quanh thì cắt xanh xanh thôi. Chán hóp thì cắt xanh xanh thôi. Còn nếu mà chán không, hai bên này không hóp thì cứ cắt sát cũng được, tùy anh em. Đấy, nhưng mà anh luôn luôn khuyên anh em là cắt xanh xanh vừa vừa đủ thôi, nó vừa đẹp rồi. Bao giờ nó mọc dài thì mình lại cắt tiếp. Đấy, thì đối kiểu đấy thì anh em cứ tham khảo thêm nhá. Kiểu đấy là đẹp đấy.